Xin chào các em. Để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kỳ ở tuần 10, thì hôm nay cô và các bạn sẽ ôn lại nội dung mà từ tuần 1 tới tuần 8 chúng ta đã tìm hiểu. Nội dung chúng ta đã học: 1. Đó là bài mở đầu. 2. Chủ đề khái quát về cơ thể người. Chúng ta tìm hiểu bài 2, bài 3, bài 4 và bài 6. 3. Chủ đề vận động thì chúng ta tìm hiểu bài 7, bài 8, bài 9, bài 10 và bài 11. 4. Chúng ta tìm hiểu về chủ đề tuần hoàn thì chúng ta tìm hiểu về bài 13, 14, 15 và 17. Bây giờ chúng ta đi vào từng bài cụ thể. Ở bài mở đầu thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về vị trí con người trong tự nhiên. 2. Chúng ta tìm hiểu về nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. 3. Chúng ta tìm hiểu phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh. Thì chúng ta biết được con người thuộc lớp thú và nằm trong ngành động vật có xương sống. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh: thứ nhất, đó là cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể con người trong mối quan hệ gì đấy với môi trường. Thứ hai, đó là cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Thứ ba, làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người. Thứ tư, đó là kiến thức về cơ thể con người có liên quan tới nhiều ngành khoa học như y học, tâm lý giáo dục học, hội họa, thể thao. Và phương pháp học tập của môn cơ thể người và vệ sinh thì đầu tiên đó là quan sát tranh ảnh, mô hình để hiểu rõ đặc điểm về hình thái, cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể. Thứ hai, đó là tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Thứ ba, đó là vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể. Thì đây là những nội dung mà bài mở đầu chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta sang chủ đề khái quát cơ thể người. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cấu tạo cơ thể người. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về tế bào. 3. Chúng ta tìm hiểu về mô. 4. Chúng ta tìm hiểu về phản xạ. 3. Cấu tạo cơ thể người. 1. Về cấu tạo thì chúng ta biết được cơ thể người chia làm 3 phần: phần đầu, phần thân, phần chi hay còn được gọi là chân tay. Các hệ cơ quan đó là hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ sinh dục. 2. Đó là sự phối hợp hoạt động của các cơ quan. Khi chúng ta chạy hoặc là bơi cật lực thì hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và các hệ cơ quan khác thì sẽ tăng cường độ hoạt động. Điều đó cho chúng ta thấy rõ đó là các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau, cùng nhau thực hiện chức năng sống. Chúng ta sang tiếp phần B của chủ đề khái quát cơ thể người, đó là tế bào. Thì chúng ta biết được tế bào là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể. Nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
Vì làm sao? Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào. Nó là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống. Chúng thực hiện và duy trì các chức năng sống. Thứ hai, tế bào lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ. Thứ ba, khi các tế bào phân chia thì cơ thể sẽ lớn lên và sinh sản. Hai, các bộ phận và chức năng của tế bào. Thì các bộ phận thì đầu tiên đó là màng sinh chất, có chức năng giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. Chúng ta sang bộ phận thứ hai của tế bào, đó là chất tế bào. Chất tế bào thì gồm các bào quan. Thứ nhất đó là lưới nội chất. Thứ hai đó là ribosome. Thứ ba đó là ti thể. Thứ tư đó là bộ máy Golgi. Và thứ năm đó là trung thể. Thì chức năng chung của chất tế bào đó là thực hiện các hoạt động sống của tế bào. Còn lưới nội chất thì có chức năng tổng hợp và vận chuyển các chất. Ribosome thì có chức năng là nơi tổng hợp protein. Ti thể thì có chức năng đó là tham gia hô hấp giải phóng năng lượng. Bộ máy Golgi thì có chức năng đó là thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm. Và trung thể thì có chức năng đó là tham gia phân chia tế bào. Còn bộ phận cuối cùng đó là nhân. Nhân thì chúng ta thấy gồm nhiễm sắc thể và nhân con. Chức năng của nhân đó là điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Nhiễm sắc thể thì có chức năng đó là cấu trúc quy định hình thành protein, có vai trò quyết định trong di truyền. Nhân con thì chứa RARN, cấu tạo ribosome. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là C, mô. Đầu tiên, chúng ta biết được về khái niệm của mô. Thì mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định. Hai, các loại mô thì chúng ta thấy có 4 loại mô. Thứ nhất, đó là mô biểu bì, có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết. Mô liên kết, có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan. Mô cơ, gồm mô cơ vân, mô cơ trơn, mô cơ tim, có chức năng co giãn. Mô thần kinh, tạo liên hệ thần kinh, có chức năng tiếp nhận, kích thích, xử lý thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan, trả lời các kích thích trong môi trường. Ở cuối bài thì chúng ta có một câu hỏi, đó là chân giò heo có những loại mô nào? Thì cô trả lời như sau. Chân giò heo thì gồm có mô liên kết, gồm những mô sụn, mô xương, mô mỡ, mô sợi và mô máu. Mô cơ vân, mô biểu bì, hay còn gọi là da đó, và mô thần kinh. Chúng ta sang phần D, đó là phản xạ. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của neuron. Về cấu tạo thì thấy gì đây? Các neuron thì gồm có thân và các tua. Chức năng thì gồm có hai chức năng, đó là chức năng cảm ứng và dẫn truyền. Đối với chức năng cảm ứng thì đó là sự tiếp nhận và phản ứng lại kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh. Còn với chức năng dẫn truyền thì đó là lan truyền xung thần kinh trong sợi trục theo một chiều nhất định. Và có 3 loại neuron, đó là neuron hướng tâm,
neuron ly tâm và neuron liên lạc, hay còn gọi là trung gian. Về phần 2, đó là khung phản xạ. Thì đầu tiên chúng ta biết được phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Ví dụ thì như là chạm tay vào vật nóng thì tay chúng ta rụt lại. 2. Về khung phản xạ. Khung phản xạ thì là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến các cơ quan phản ứng. Và một khung phản xạ thì gồm có 5 yếu tố, đó là cơ quan thụ cảm, neuron hướng tâm, neuron trung gian, neuron ly tâm và cơ quan phản ứng. Và trong cái ví dụ trên, đó là cái ví dụ gì đây? Khi tay chúng ta chạm vào vật nóng thì tay chúng ta rụt lại. Thì trung tâm xử lý thông tin chúng ta sẽ thấy là nằm ở tủy sống. Chúng ta sang một chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề vận động. Ở chủ đề vận động, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về bộ xương. Thứ hai, đó là cấu tạo và tính chất của xương. Thứ ba, đó là cấu tạo và tính chất của cơ. Thứ tư, hoạt động của cơ. Và cuối cùng, chúng ta tìm hiểu đó là tiến hóa của hệ vận động và vệ sinh hệ vận động. Và đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về bộ xương. Về bộ xương thì chúng ta biết được là xương chúng ta gồm 3 phần, đó là xương đầu, xương thân, xương chi, hay còn gọi là xương tay chân. Chức năng đó là nâng đỡ, bảo vệ, là nơi bám của các cơ. Các xương liên hệ với nhau bởi các khớp xương thì có 3 loại khớp xương, đó là khớp bất động, khớp bán động và khớp động. Rồi ở đây chúng ta có một lưu ý, đó là hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa, đó là giúp phân tán lực đi các hướng và giảm sóc cũng như là giảm những sang chấn ở vùng đầu. Chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo, đó là phần B. Cấu tạo và tính chất của xương. Thì ở phần cấu tạo và tính chất của xương thì chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của xương dài, cấu tạo xương ngắn và xương dẹt. Và chúng ta đã biết được xương to ra về bề ngang là nhờ sự phân chia của các tế bào màng xương, còn xương dài ra là nhờ sự tăng trưởng. Thành phần của xương thì gồm chất cốt dao, hay còn được gọi là chất hữu cơ, muối khoáng, hay còn được gọi là chất vô cơ. Tính chất của xương đó là bền chắc và dẻo dai. Thì các bạn thấy rõ, đó là hàng năm thì chiều cao của chúng ta sẽ cao hơn so với gì đây? Năm trước. Vậy các em cao lên là nhờ sự tăng trưởng. Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương ở người thì đó là canxi. Xương động vật được hầm hay đun sôi lâu thì bở là do chất cốt dao bị phân hủy. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là C. Cấu tạo và tính chất của cơ. Thì cơ có tính chất đó là co và giãn. Cơ co thì giúp xương cử động, cơ thể vận động và lao động. Trong cơ thể người thì có khoảng 600 cơ. Cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa trong trường hợp đó là người bị liệt.
Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là D, hoạt động của cơ. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ oxy nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ, lượng khí carbonic quá cao. Biện pháp chống mỏi cơ đó là hít thở sâu, xoa bóp cơ, cần có thời gian lao động nghỉ ngơi hợp lý. Chúng ta thường bị mỏi cơ trong một số trường hợp sau. Thứ nhất, đó là giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ. Thứ hai, đó là lao động nặng trong thời gian dài. Thứ ba, đó là tập luyện thể thao quá sức. Chúng ta sang phần cuối cùng của chủ đề vận động, đó là E, tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động. Thì sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú, đó là hộp sọ phát triển, lồng ngực nở rộng sang hai bên, cột sống cong ở bốn chỗ, xương chậu nở, xương đùi lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. Chi trên có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với bốn ngón còn lại. Để xương và cơ phát triển cân đối thì chúng ta cần: thứ nhất, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tắm nắng, rèn luyện thể dục thể thao và lao động vừa sức. Để chống cong vẹo cột sống thì chúng ta cần chú ý như sau: một, đó là mang vác đều hai vai, tư thế ngồi học và làm việc ngay ngắn. Thì trong bàn tay người thì ngón cái có khả năng cử động linh hoạt nhất. Để cơ và xương phát triển cân đối thì chúng ta cần lưu ý như sau. Đó là khi đi đứng hay ngồi học cũng như làm việc, cần giữ đúng tư thế, tránh cong vẹo cột sống, lao động vừa sức, rèn luyện thân thể thường xuyên. Bàn chân của chúng ta hình vòm thì có ý nghĩa thích nghi như sau, đó là phân tán lực và tăng cường độ bám vào giá thể trên mặt đất khi di chuyển, giúp con người có những bước đi vững chãi, chắc chắn. Chúng ta sang chủ đề tuần hoàn. Đầu tiên, đó là chúng ta tìm hiểu về máu và môi trường trong cơ thể. B, bạch cầu miễn dịch. C, đông máu và nguyên tắc truyền máu. D, tim và mạch máu. Đầu tiên, chúng ta cùng nhắc lại nội dung ở phần A, đó là máu và môi trường trong cơ thể. Máu thì gồm có huyết tương, đó là chiếm 55%. Các tế bào máu thì chiếm 45%, gồm có hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Bạch cầu thì gồm có 5 loại bạch cầu. Huyết tương thì có chức năng đó là duy trì máu ở trạng thái lỏng, tham gia vận chuyển các chất trong cơ thể. Hồng cầu thì có chức năng đó là vận chuyển oxy và carbonic. Môi trường trong cơ thể thì gồm có máu, nước mô và bạch huyết, giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất. B, bạch cầu miễn dịch. Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng 3 cách. Thứ nhất, đó là thực bào. Bạch cầu hình thành chân giả, bắt và nuốt vi khuẩn rồi tiêu hóa chúng. Thứ hai,
đó là lympho B, tiết kháng thể để vô hiệu hóa vi khuẩn. 3. Lympho T, đó là phá hủy tế bào đã bị nhiễm vi khuẩn bằng cách nhận diện và tiếp xúc với chúng. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc bệnh nào đó dù sống trong môi trường có tác nhân gây bệnh. Có hai loại miễn dịch, đó là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Miễn dịch tự nhiên là cơ thể tự tạo ra kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Miễn dịch nhân tạo là do bản thân chủ động tạo ra kháng thể bằng cách tiêm vaccine. Loại bạch cầu trung tính và bạch cầu mono tham gia vào quá trình thực bào. Sau khi được tiêm vòng vaccine COVID-19, chúng ta sẽ có khả năng miễn dịch với bệnh đó. Đây được gọi là dạng miễn dịch nhân tạo. Trong hệ thống hàng rào phòng chống bệnh tật của con người, nếu vi khuẩn, virus thoát khỏi sự thực bào, thì ngay sau đó chúng sẽ phải đối diện với hoạt động bảo vệ của bạch cầu lympho B. C. Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Đông máu là cơ chế bảo vệ cơ thể chống mất nhiều máu khi bị thương. Về cơ chế thì các bạn vui lòng coi lại sách giáo khoa dùng cho cô. Ý nghĩa của sự đông máu đó là giúp cơ thể tự vệ chống mất máu khi bị thương. Về sơ đồ truyền máu, nguyên tắc truyền máu thì phải xét nghiệm trước khi truyền máu để lựa chọn nhóm máu phù hợp, tránh tai biến. Đó là hồng cầu của người cho bị kết dính trong huyết tương của người nhận gây tắc mạch. Thứ hai, đó là tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh. Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion canxi 2 cộng sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối đông máu. Máu nhiễm các tác nhân gây bệnh, ví dụ như HIV, virus viêm gan B, virus viêm gan C, thì dù có tương thích cũng không nên đem truyền cho người khác. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng. Trong một lần gọt trái cây, bạn Lan bị đứt tay, vết thương nhỏ, chảy máu ít, đó là chảy máu ở mao mạch và tĩnh mạch. Vậy, lúc đó nếu em là Lan thì em xử lý như thế nào? Thì ở đây cô gợi ý cho chúng ta cách xử lý như sau. Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương tới khi máu ngừng chảy. Sau đó sát trùng vết thương bằng cồn, băng kín vết thương. D. Tim và mạch máu. Tim thì gồm có hai tâm thất, hai tâm nhĩ. Các loại mạch máu thì chúng ta có ba loại, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Tim co giãn theo chu kỳ, mỗi chu kỳ là 3 pha, thì gồm có pha nhĩ co 0,1 giây, pha thất co 0,3 giây, pha giãn chung 0,4 giây. Mao mạch có điểm đặc biệt để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào. Thì đó là những đặc điểm sau. 1. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm.
Thứ hai, thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì. Ba, phân nhánh dày đặc đến từng tế bào. Và các bạn thấy rõ, đó là tim chúng ta hoạt động suốt đời mà không mệt, hay còn nói là không nghỉ ngơi đó. Thì đó là do thời gian hoạt động của tim là 0,4 giây và thời gian nghỉ ngơi là 0,4 giây giúp tim được phục hồi, nên vì đây tim sẽ không bị mệt. Hướng dẫn về nhà, làm bài, Linh củng cố, ôn tập các nội dung đã học và làm đề cương. Xin chào và hẹn gặp lại các em.